Chiều 9 tháng 5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã có buổi làm việc với công ty IoT Link về ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Công ty IoT Link cung cấp công cụ quy hoạch và quản lý trực quan trên 3D map, giúp người dân có thể nhìn thấy trực quan quy hoạch xung quanh thửa đất của mình trong tương lai. Việc cung cấp thông tin về các tiện ích hỗ trợ chức năng xem các tiện ích xung quanh theo từng lớp, có thể lưu ý các điểm nóng giao thông xung quanh, phân tích các chỉ số về hạ tầng và xã hội, cung cấp các chỉ số về dân số, độ tuổi lao động, tổng số cây xanh, tổng số bệnh viện, trạm xá. Ngoài ra, phần mềm còn giúp quản lý đất đai, quản lý môi trường. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng hoan nghênh công nghệ của công ty IoT. Đây là công cụ có thể kết nối rất nhiều dữ liệu và ở trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, thiết kế thi công có hai mảng chính là thiết kế vận hành công trình BIM tạo ra năng suất, tiết kiệm chi phí. Đối với quản lý đô thị là phạm chủ quản lý và phát triển đô thị. Bộ Xây dựng đang trình đề án đô thị thông minh để ứng dụng công nghệ này vào quản lý xây dựng. Sau đó sẽ có văn bản cụ thể nhằm tăng tính hiệu quả cao hơn, rồi sẽ tiếp tục chia sẻ đến người dân.